Mà hết cấp 3 em quyết định là dừng việc học để mà đi làm kiếm tiền để mà gửi về cho bố mẹ trả nợ. Nhưng mà khi mà bảo mà thể hiện cái điều gì đó thì tự nhiên mình lại cứ nghĩ rằng là không biết cái điều mình nói là đúng hay sai, hoặc điều mình nói này không biết để các chị em, những người nghe kia họ có thích hay không. Kèm cặp hỗ trợ những cái người mà người ta chịu học hỏi, có thái độ tốt để mà họ phát triển song song cùng với mình, nó vẫn tốt hơn là một cái người gọi là tiêu cực. Nên là quyết định ai về đích trước hay không nhá, không phải là vị trí xuất phát đâu, mà tốc độ của người đấy trên cái đường đua. Có rất là nhiều người không được đào tạo bài bản về kinh doanh, họ học chuyên ngành khác, sau đó họ chuyển sang kinh doanh, thành công. Nhiều tấm gương như vậy chúng ta đã từng được biết trong các talk show của chúng ta rồi đúng không ạ? Nhưng hôm nay, vị khách mời của chúng ta không những không được đào tạo về các chuyên ngành khác mà thực sự còn chẳng được đào tạo về chuyên ngành gì cả. Bởi vì bạn ấy mới có kết thúc cấp 3 thôi, thì bạn ấy đã dừng công việc học tập lại rồi. Nhưng thực tế bây giờ bạn ấy là chủ của hệ thống 500 thành viên các bạn nhé. Hãy xem cô ấy là ai và câu chuyện khởi nghiệp của cô ấy như thế nào. Ok, xin mời em. Xin chào thầy và xin chào các bạn. Thì tôi là Nguyễn Thị Kính, hiện tại đang là CEO công ty Happy Việt Nam. Thì hôm nay Kính đến đây được thầy Hán Văn Dự mời quay một cái talk show chia sẻ về cái hành trình để mà khởi nghiệp kinh doanh online, để chia sẻ và cho các bạn, cho các chị em mình có một cái nguồn động lực cũng như là một cái nguồn cảm hứng để mà chúng ta kinh doanh online thành công. Ok, cảm ơn Kính rất là nhiều. Kính có nói rằng em học hết cấp 3 và lúc này là em chủ động dừng lại cái việc học để đi làm kiếm tiền, để đỡ phải tốn tiền học cho bố mẹ nữa. Hồi đấy gia đình có gặp vấn đề gì mà mình lại đi xuống một cái quyết định mà theo thầy nghĩ là một quyết định thiệt thòi cho em như vậy? Cái thời điểm mà học hết cấp 3 là cái thời điểm đó là bố mẹ em đang mắc nợ, mà nợ kiểu như là nợ tiền tháng hàng ngày phải đóng lãi á thầy. Và mỗi tháng như vậy thì ba em thì làm nông thì hay làm hay lỗ lắm, cho nên là làm bao nhiêu thì nuôi vợ nuôi con, rồi ngày này qua tháng nọ, rồi trong cái quá trình mà em đi học cấp 3 nó cũng tốn một ít chi phí. Rồi đến thời điểm mà năm hết cấp 3 em quyết định là dừng việc học để mà đi làm kiếm tiền để mà gửi về cho bố mẹ trả nợ. Cái thời điểm em dừng đấy, em có cảm thấy bị tiếc không? Tức là ví dụ lớp 10, lớp 11 gì đó thì mình cũng có cái kỳ vọng là mình sẽ học sư phạm này, mình sẽ học ngôi trường nào đó, rồi mình sau này lại làm được nghề nghiệp gì đó. Tức là mình cũng đã từng có một cái ước mơ học tập để làm nghề gì đó. Thật sự ra thì trong cái quá trình học thì em cũng mong muốn là mình học đại học. Nhưng mà cái khao khát của cái năm hết cấp 3 đó là em khao khát kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ nhiều quá. Cho nên là mình cũng không nghĩ là mình thiệt thòi ở cái giai đoạn đó. Mình chỉ muốn kiếm tiền thôi. Tức đây là một sự quyết định rất chủ động của mình. Chứ không phải bố mẹ mình lại ép mình phải. Dạ đúng. Ok. Thế bây giờ nhá, khi bây giờ thu nhập mình cao rồi, mình có rất nhiều cái thành tựu trong kinh doanh rồi, em có cảm thấy rằng là em tiếc, đáng lẽ ra mà trong cuộc đời của mình lại có một giai đoạn khoảng tầm 3 năm mà học đại học nữa. Giai đoạn đấy có thể là giai đoạn chưa kiếm ra tiền nhé. Giai đoạn đấy là nạp kiến thức này. Cái số 2 nữa là được sống cuộc đời của những người sinh viên ấy. Có bao giờ em nghĩ ngược lại và em cảm thấy tiếc vì mình đã bỏ qua một cái giai đoạn như vậy không? Dạ có, trong cái quá trình mà xây dựng hệ thống và phát triển hệ thống thì có đôi lúc em cần phải biết về cái công nghệ để mà mình thứ nhất là tốt cho công việc kinh doanh của mình, thứ hai là để mình kèm đổi nhóm một cách tốt hơn. Thì ở cái giai đoạn này thì thứ nhất là mình phải bắt đầu lại để đi học. Mình phải ước gì ngày xưa mà mình có học đại học thì mình sẽ chuyên về công nghệ, thì mình sẽ học nó nhanh hơn. Thì bây giờ mình phải bắt đầu mò mẫm lại từ đầu. Cảm thấy là cứ bị tiếc đúng không? Thế bây giờ em đã khỏa lớp cái thứ mà em gọi là em tiếc đấy như thế nào? Dạ, bằng cái việc học của mình. Bằng việc học? Dạ. Không phải là cứ ở trường đại học thì mới là học. Dạ. Không phải là học trường cao đẳng mới là học. Dạ. Mà việc của mình là gì ạ? Bây giờ mình cần cái gì và mình sẵn sàng nghiên cứu kiến thức về nó, đấy cũng là học rồi. Dạ, nhân đây thì em cũng chia sẻ với thầy và các chị em luôn là cái thời điểm mà Kính mới bắt đầu kinh doanh đó là cái thời điểm đó là mình không hề biết về công nghệ cũng như là mình không biết chỉnh video hoặc là quay video như thế nào luôn. Mình phải bắt đầu lại từ đầu, mình phải làm một cách nó từng bước và cho nên là những chị em mình mà có khởi động khởi nghiệp như thế nào, bắt đầu ở một con số 0 thì mình cũng hãy tự tin lên. Nếu như mình chăm chỉ thì chắc chắn là mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Thực ra là mọi thứ đều có thể học lại từ đầu được hết. Dạ. Bạn ấy không có gốc gì về việc học tập liên quan kinh doanh cả, thậm chí là học tập liên quan đến việc một nghề nào đó, làm một nghề gì đó. Thường mọi người mà được đào tạo trong trường đại học ví dụ kiểu vậy, mà về một cái chuyên môn gì đó rồi nhá,
thì mọi người đã có kiến thức nền tảng rồi. Thì sau này ra là dù là có làm nghề khác thì cái kiến thức nền tảng được đào tạo trong môi trường đấy nó cũng trợ giúp cho rất nhiều. Còn bạn ấy thì gần như là thôi, chúng ta tạm gọi là gì ạ, không có gốc về kiến thức gì đó để ra làm nghề đi, mà vẫn có thể tạo được những thành công như bây giờ. Thì đấy là gì ạ? Đấy là một minh chứng để chứng tỏ rằng là bạn cũng hoàn toàn có thể thành công. Cái niềm vui lớn nhất, cái niềm tự hào lớn nhất của mình khi mà được hỏi về thành quả kinh doanh của em mấy năm qua như thế nào hả Kính, em sẽ nói gì? Có một điều mà em rất là hài lòng về bản thân mình, và cũng như là một cái lựa chọn mà nó rất là sáng suốt, đó là báo hiếu cho bố mẹ được. Và em đã góp một phần trong cái việc mà xây cho bố mẹ một cái ngôi nhà cùng với em trai của mình, để mà cho bố mẹ hưởng một cái tuổi già một cách nó được sung túc hơn. Đó là điều mà tự hào và rất là hạnh phúc của em. Ngôi nhà đó hình như xây của năm ngoái năm kia nhỉ? Dạ, 2 năm về trước. 2 năm về trước. Thầy Dương còn nhớ rằng thầy Dương lướt Facebook và nhìn thấy bức ảnh, và bạn ấy mới có nói về mục tiêu thôi, nói về cái mục tiêu của mình là gì ạ? Là sẽ xây cái căn nhà cho bố của mình, cho mẹ của mình. Sau đó là những bức ảnh là động thổ, rồi những cái bức ảnh mà trong quá trình xây dựng, rồi có bức ảnh khánh thành nữa. Và em có biết không, cá nhân thầy Dương và đội ngũ trợ lý đều cảm thấy rất là hạnh phúc về cái điều này. Bởi vì từ những ngày đầu tiên mà gặp bạn Kính với vai trò bạn ấy là học trò, thì cá nhân thầy dự thì có một cái chút cảm thấy rằng bạn ấy thực sự bị yếu. À, em có thấy rằng những thời điểm đầu tiên đấy mình giao tiếp với người lạ mình cũng ngại rồi, có đúng không ạ? Rồi khi mà học hỏi một cái điều gì đó mà mời để phát biểu về những điều mà mình đã được học, chỉ cần nói những điều cảm nghĩ thôi, thì mình cũng cảm thấy là nó cũng bị rén kiểu gì đó rồi. Xong thậm chí là em cũng là những học trò kèm của thầy dự, tức là học trò riêng thuộc học trò cao cấp đấy, nhưng mà cá nhân bản thân mình thì kiểu như là mình là một con hổ nhưng có trái tim của một con chuột nhắt ấy. Tức là thực tế là mình đang cũng có thu nhập mà, thực tế mình cũng đang là học trò các cấp của thầy dự mà, nhưng mà khi mà bảo mà thể hiện cái điều gì đó thì tự nhiên mình lại cứ nghĩ rằng là không biết cái điều mình nói là đúng hay sai, hoặc điều mình nói này không biết để các chị em những người nghe kia họ có thích hay không. Tức là trong đầu của mình bị quá nhiều những thứ rào cản kiểu như vậy. Em còn nhớ cái về thời điểm đấy không? Thầy có nhớ thời điểm mà thầy xuống Cà Mau rồi em bắt đầu là cũng là đang học trò kèm cặp của thầy đó, nhưng mà gặp thầy mà cái tâm thế là rất là sợ, rất là sợ sệt luôn, và mình nhút nhát thời điểm đó. Và gặp thầy thì thầy rất là bất ngờ, và thầy rất là đi một quãng đường rất là xa, cũng nhờ chồng chở đi để mà gặp thầy. Thời điểm đó mình cũng đã có một cái thành tựu để trong kinh doanh cũng như là một học trò kèm của thầy rồi, nhưng mà cũng rất là nhút nhát để mà gặp thầy ở ngoài. Và ngay thời điểm này thì Kính đã có một cái bước tiến triển hơn, và đó gọi là thời gian để mà chúng ta từng bước phát triển con người bản thân chúng ta. Ok. Cá nhân em nỗ lực để tạo ra thành quả để bán lẻ thì thầy dự thực sự đã công nhận được cái điều đấy rồi. Thầy tôi quan sát điều đấy rồi bằng việc tăng trưởng những kỹ năng của em trong việc giao tiếp và tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên thì thầy dự cũng có cảm giác một thời điểm rất là lo rằng là gì ạ, trong quá trình mà em làm việc với con người, bởi vì cá nhân em là gì ạ, là mình mới có học hết cấp 3 thôi, và thực ra là mình chưa có được nhiều cái điều kiện để còn việc là gì ạ, học về giao tiếp, rồi học về quản trị, học về rất nhiều yếu tố khác, mà bây giờ mình lại được vào một cái vị thế đó là gì ạ, là vị thế là một leader. Đó, sau đó là bây giờ là mình lại trở thành CEO rồi đúng không ạ? Thì rõ ràng là mình không chỉ là giao tiếp với sản phẩm, giao tiếp với khách hàng nữa, mà mình phải giao tiếp hàng ngày với những con người đang kinh doanh cùng mình nữa. Thì trong những khoảng đầu tiên trong quá trình điều hành đội nhóm, điều hành hệ thống, những khó khăn gì đã đến với em và em giải quyết nó như nào? Nói về cái quá trình mà xây dựng hệ thống á, thì thật sự Kính có một lời gửi lời biết ơn đến một người boss của Kính, đó là chủ tịch Tali, là Kính đã đồng hành 6 năm. Trong cái thời điểm đó thì mình là một người mới bán lẻ, tự nhiên một bước mà mình có sĩ rồi, mình có đại lý rồi, mình có hệ thống, cái mình em bị khớp trong cái quá trình mà mình càng cần. Có nghĩa là ví dụ như một bạn đó không hiểu cái điều gì đó, em có thể chia sẻ kinh nghiệm thực chiến của mình, chat qua chat lại rất là ok, và bạn đó làm theo cũng rất là tốt luôn. Nhưng mà để mà lên một cái chương trình đào tạo thì em không dám. Tại vì lúc này không phải là một người nữa mà là nhiều người rồi. Tức là tự nhiên mình đã trao một cái quyền năng rất là lớn. Và thậm chí là lúc đấy là mình cứ cảm giác năng lực của mình như chưa đủ ấy. Hồi đấy thì em xử trí như thế nào? Thì trong cái thời điểm đó thì em có sự hỗ trợ của Boss Tali, để mà mình mạnh dạn hơn trong cái vấn đề đào tạo. Kiểu như là bình thường mình nói chuyện trực tiếp, chat qua chat lại thì mình hướng dẫn rất là ok. Nhưng mà để mà hướng dẫn đông người ở một cái live stream hoặc là một cái khóa đào tạo nào đó thì em hơi khớp, và
được hỗ trợ cũng như là động viên hoặc là góp ý, thì từng bước em trở nên một cái con người có bản lĩnh hơn. Ok, bây giờ thì sao rồi? Nào bây giờ thì các hoạt động của em với đội nhóm của em nó đang mang tính độc lập hơn cho riêng em chưa? Dạ. Hay là dạ, vẫn còn sử dụng những nguồn lực khác? Thì một thời gian sau thì hệ thống càng lớn mạnh nữa, thì em có tìm đến thầy và trở thành học trò kèm cặp một năm của thầy. Và cái điều đó thì nó giúp cho em phát triển hệ thống và mình quản lý đội nhóm một cách là nó nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp hơn. Ok, nào trong hệ thống của em thì các bạn bây giờ nếu mà dùng một từ nào đó để mô tả với em thì theo em thì họ sẽ dùng từ gì? Dạ, thật sự ra để nói về người khác, nói về mình thì nói chung là hơi khiêm tốn một chút. Thì nhưng mà những cái từ mà mọi người hay nói với em là sự tận tâm. Tận tâm. Dạ, sự tận tâm và tình yêu thương. Và nói chung là em hợp tác và hỗ trợ mọi người với cái tâm thế là tôi muốn hỗ trợ cho bạn để mà bạn phát triển. Thế là cái phong cách của em thì cảm thấy nó rất là dân dã. Dạ. À, nó rất là dân dã và đặc biệt nó lại phù hợp với các chị em phụ nữ mà có xuất phát điểm mà nó thực sự là chưa cao, chưa được đào tạo bài bản. Đó, bởi vì sao? Bởi vì từ cách nói chuyện của em này, rồi thậm chí là từ cách quan tâm của em nữa cơ, từ cách nhắn tin hay là cách gì đó để cá nhân mối quan hệ, thì tôi nghĩ rằng là em cực kỳ là phù hợp với những đối tượng các chị em như vậy. À, em vừa nói về cái từ khóa là miền Tây nữa, vì sao em lại nghĩ rằng là em rất là phù hợp với các chị em miền Tây? Tại vì bản thân em vốn dĩ là một người miền Tây, cho nên là và cái phong cách làm việc cũng như là phong cách sống của em thì được rất là nhiều chị em miền Tây họ nói với mình là thấy kính rất là dễ gần hoặc là tận tâm hoặc là nó dễ mến hoặc là có sự gần gũi á đó. Thì em nghĩ là với một người miền Tây thì nó cũng phù hợp với một cái đa số chị em miền Tây hơn. Ok. Dạ. Các bạn có thấy chất giọng của bạn Kính rất là đặc biệt không ạ? À, nghe thì có thể là thấy lạ tai nhá, nhưng thực ra thì dễ hiểu. Thế thì khẳng định là một đứa nữa nghe lạ tai nhưng mà dễ hiểu, chứ không phải lạ tai và khó hiểu đâu. Thì trong những thời điểm đầu tiên khi em xuất hiện trên internet để em có thể là làm live stream để còn thu hút khách hàng, hoặc thậm chí là em đào tạo những bạn đại lý của mình, vì đại lý của em khắp mọi miền đất nước ấy, thì em có cái rào cản nào, có cái sự tự ti nào, có những giây phút nào mình cảm thấy rằng ôi trời ơi, cái giọng nói này của mình nó là một cái thứ rào cản của mình không? Có cái thời điểm mà em cảm thấy là chính cái giọng nói của mình nó là cái gọi là cái nhược điểm, cái nhược điểm của mình để mà mình phát triển. Ví dụ như là bây giờ cái thời điểm này thầy thấy là giọng em rất là ok, nhưng mà cái thời gian đầu giọng em nó rất là chát. Dạ, nó rất là chát, và cho nên là những chị em ở những cái miền khác họ sẽ khó hiểu. Nghe cho họ sẽ khó hiểu, và khi mà cái ngôn ngữ khó hiểu thì nó sẽ khó mà chạm lại được với nhau á. Và ngày hôm nay thì em cũng đã rèn luyện hơn rất là nhiều. Đấy các bạn ạ, nên là xuất phát điểm như thế nào có quan trọng không? Có, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Các bạn nhớ, đó không phải là yếu tố quyết định. Trên một cái đường đua thì bạn hoàn toàn có thể là gì ạ? Nào, đứng trước người khác khoảng 10 đến 20 mét. Nhưng mà quãng đường chạy của chúng ta là chạy 1 km cơ. Nên là quyết định ai về đích trước hay không nhá, không phải là vị trí xuất phát đâu, mà tốc độ của người đấy trên cái đường đua. À, cá nhân em đã làm những điều gì để cái tốc độ phát triển, tốc độ thành công của mình nhanh hơn hầu hết những người khác? Sẽ về kinh nghiệm và cái tốc độ thì em chia sẻ đến các chị em đó là sự học hỏi và sự quyết liệt trong cái việc mà mình làm. Ví dụ như người khác có thể làm một cái việc nào đó trong cái sự chậm rãi, từ từ, nhưng mà em là em bắt tay vào là em nói theo cái ngôn ngữ miền Tây của em, hay là ngôn ngữ đời thường của em, đó là cắm đầu cắm cổ để mà làm. Cắm đầu cắm cổ mà làm. Dạ. Thời điểm đầu thầy biết không, em mới vào, em không biết gì về kinh doanh, cũng như là không hề có một cái kiến thức nào đó. Em đã theo Botali học hỏi, không những online đâu thầy, và đi từ miền Trung ra Hà Nội để học những khóa của thầy. Thầy biết rồi đó, nó kiểu như là dấn thân vào con đường học tập để mà mình đạt được những cái kỹ năng, kiến thức để mà mình xây dựng và phát triển cái con đường kinh doanh của mình. Từ khóa đầu tiên đó là dấn thân vào con đường học tập. Các bạn biết là với những chương trình đào tạo của thầy dự tổ chức thường xuyên ở Hà Nội này, bạn ấy trong miền Tây, từ miền Tây lên Hồ Chí Minh, đâu từ Hồ Chí Minh lại bay ra ngoài Hà Nội, và chi phí ở ngoài này ăn ở đi lại, sau đó lại quay trở lại về Hồ Chí Minh, rồi lại quay trở về miền Tây. Mỗi một chương trình học tập như vậy tốn cả tuần chứ đâu phải ít. Số tiền tốn nhiều chứ, và thậm chí là dạ, xa chồng xa con. Thì đây là một cái rào cản rất là lớn mà nhiều người phụ nữ không thể vượt qua được, nhưng bạn ấy vượt qua được.
À, thế vì sao bạn ấy vượt qua được nhỉ? Thì tôi nghĩ rằng là gì ạ? Vì có thể là nhiều người xuất phát điểm là có sẵn nhiều kiến thức rồi, nên có khi mình hơi chủ quan về điều đó. Còn bạn ấy thì bị thiếu kiến thức, bạn ấy chấp nhận rằng là ô, những người kinh doanh online khác toàn là tốt nghiệp đại học cao đẳng hoặc ít nhất là có thể học lớp 12, còn mình chỉ lớp 9 thôi, nên là mình bị thiếu. Vì mình nhận ra rằng mình bị thiếu nên là bạn ấy tìm đủ mọi phương pháp để mình bổ trợ nó vào. Thì các bạn ạ, bạn ấy biến cái bất lợi của bạn ấy trở thành lợi thế. Bởi vì những kiến thức bạn ấy được học liên quan chuyên ngành sâu về kinh doanh thì nó giúp cho bạn ấy bây giờ, chứ thực sự những kiến thức mà chỉ đơn giản là học ở trên trường lớp thôi thì lấy đâu ra thành công như bây giờ, đúng không ạ? Ok Kính ơi, có một câu hỏi nữa rất là muốn hỏi em này. Trong hành trình kinh doanh của em kinh doanh qua rất nhiều các sản phẩm khác nhau rồi, thì trên hành trình kinh doanh đấy có cái trường hợp khách hàng nào mà em phục vụ rồi họ sử dụng sản phẩm rồi họ phản hồi về sử dụng sản phẩm của mình, có trường hợp nào mà em cảm thấy rất là nhớ và muốn kể cho các bạn không? Dạ cũng may mắn là trong cái quá trình mà em kinh doanh thì đã nhận được những cái phản hồi tốt rất là nhiều, và ít có những cái trường hợp nào mà khách hàng phản hồi không tốt. Tại vì mình lựa chọn, may mắn là mình lựa chọn đúng sản phẩm ở đây. Và có một cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ về một cái đáng nhớ của em trong cái quá trình bán hàng của mình, đó là khi mà mình live stream, ngồi live stream giới thiệu sản phẩm rất là ok, lúc đó mình cũng mới chập chững thôi, nói chuyện rất là ngon lành luôn, mình cũng tự tin. Rồi có một người khách vô nói là con nhỏ này nó nói xạo, nó fake rồi sản phẩm. Là lúc đó mình đáng lý ra là một người mới, là nam hay nữ nhỉ, cái comment em cũng không biết là nam hay nữ luôn. Lúc đó mình rất là cuống rồi, dạ rất là kiểu như là tuột cảm xúc luôn rồi. Thế bắt đầu là mình giữ bình tĩnh lại và mình tự tin, mình chia sẻ những cái gì mà nó đúng rồi cái sản phẩm của mình, và mình lấy lại thăng bằng. Và trong kinh doanh của mình, nó đôi khi nó cũng có những cái tình huống mà mình khó đỡ như vậy đó. Khó đỡ như vậy. Dạ. Thì bình thường với những người khác ấy là gì ạ? Là tái mặt rồi. Dạ. Thậm chí là người chỉ muốn giấu mặt đi đâu đó thôi, đúng không ạ? Trốn rồi, đúng không? Bởi vì thường với những người mà bị nhận xét kiểu như vậy ấy, thì nó thường nằm ở những cái live stream đầu tiên khi bắt đầu cái sự nghiệp kinh doanh. Dạ. Tức là cái bản lĩnh của mình thực ra lúc đấy chưa có. Dạ. Nên lúc đấy chỉ muốn là thôi, hoặc là tắt đi luôn, hoặc là có thể trốn chạy điều đó thôi, đúng không ạ? À, còn thực ra là với em xử lý như vậy thì nghĩ rằng là đấy là cái bản lĩnh sẵn có của em rồi đấy. Đó. Thế trong quá trình mà trải nghiệm, trong quá trình mà điều hành đội nhóm, thì có những cái trường hợp nào trong quá trình điều hành đội nhóm em nghĩ rằng là thực sự đấy là một ca rất là khó, thậm chí là những cái trường hợp đấy nó dẫn đến việc là em có cảm giác rất là bế tắc, thậm chí cảm giác thất bại trong quá trình điều hành đội nhóm không? Em cũng may mắn là mình điều hành đội nhóm theo cái tình cảm đó này. Và cho nên là trong cái quá trình vận hành đó thì mình truyền cái tình cảm đến cho đồng đội, thì họ cũng nhận được cái tình cảm của mình, và họ cũng nhẹ nhàng với mình hơn một chút. Và nhưng đôi khi mình làm việc con người với nhau thì đôi khi có những lúc mà giống như là cháy hàng nè, hàng không kịp cung cấp cho đại lý thì bán ra ở ngoài rất là nhiều, và họ tạo áp lực lên mình, mà mình nữa thì lại áp lực lên công ty, thì công ty cũng đâu có hàng kịp cho mà mọi người bán đâu. Thì những cái lúc đó em rất là bế tắc luôn, rất là khủng hoảng. Rồi tới giai đoạn đó có những cái thời điểm mà em ra ngoài cánh đồng á thầy, ở dưới quê em thì có hai cái cánh đồng mà trồng rẫy á, em áp lực hàng hóa không có, rồi ở dưới nhắn lên, rồi áp lực lên, rồi em ra ngoài đó em ngồi giống như là một cái người mà thất tình vậy đó. bế tắc. Và ra đấy là gì ạ? Ở một không gian rộng lớn để mình được giải tỏa. Dạ đúng rồi. Hoặc thậm chí là nhiều khi bảo là thôi ra đấy không cầm điện thoại chứ gì cả, ra đấy để cho được tĩnh tâm, thực ra là để chạy trốn. Dạ. Ok, nào, việc mình kinh doanh theo mình đội nhóm này này thì sẽ có những cái trường hợp, bởi vì mỗi người một tính mà, mặc dù là chúng ta có thể gắn bó với nhau bằng tình cảm nhá, nhưng cũng sẽ có những trường hợp là gì ạ? Là có nhiều tuyếp người thì họ sẽ trọng tiền hơn trọng tình cảm. Đấy, họ trọng kết quả hơn. Đấy, nên là có thể khi đồng hành cùng mình đó thì họ lại có sự yêu cầu cao hơn về mình hơn là những gì mình có thể là làm cho họ, và dẫn đến việc có thể là có mâu thuẫn, có xung đột trong đội nhóm. Em có chuyện đấy không? Cái thời điểm mà mới bắt đầu kinh doanh em khoảng 10 thành viên thì em sẽ có gặp một cái bạn. Lúc đó thì em nhập khoảng 500 sản phẩm. Còn cái bạn đó thì nhập 200 sản phẩm. Thì bạn đó có những cái hành động cũng như là thái độ nó kiểu như là không có tôn trọng cái tiếng trên của mình. Dạ. Và thời điểm đó thì em cũng mới, nhưng mà em có những cái quyết định nó dứt khoát. Em chia sẻ thẳng với bạn đó luôn. Dạ. Anh chia sẻ là làm việc với nhau mà như vậy thì em không có đồng ý. Và anh chia sẻ thẳng với bạn đó như vậy. Kết quả như nào? Kết quả thì bạn ấy bây giờ có còn kinh doanh với em không? Bạn đó thời điểm đó là bạn đó
nghĩ là bạn đó là một người bán giỏi rồi, cho nên là bạn đó không cần đi học. Có những cái buổi là học đào tạo này kia rồi bạn không cần học, và em có khuyên này kia bạn cũng nói là ừ cái này chị biết rồi. Là bạn nói dừng lại cái việc kinh doanh online, vì bạn nói nghĩ là chị biết, chị bán ở ngoài cho vòng vòng này kia rồi bạn bè chị là đã được rồi, không cần phải học thêm. Nhưng bạn đó quyết định dừng lại và bây giờ thì cũng không có phát triển về cái sản phẩm nào hết. Ok, thì bây giờ cho em tua lại cái thời gian đấy. Đó, thì em thấy cái quyết định mà nói thẳng với bạn ấy như vậy rồi nó sẽ dẫn đến cái quyết định của bạn ấy là không kinh doanh cùng mình nữa ấy. Thì em có thấy hối hận hay hối tiếc gì về cái điều đấy không? Dạ, thì em cũng cảm thấy là chia sẻ thẳng để cho bạn đó có những cái hoặc là suy nghĩ về cái việc của mình làm thì nó cũng đúng, chứ không phải là không đúng. Tại vì thà mình chia sẻ thẳng thắn để mà đưa ra một cái quyết định và mình kèm cặp hỗ trợ những cái người mà người ta chịu học hỏi, có thái độ tốt để mà họ phát triển song song cùng với mình, nó vẫn tốt hơn là một cái người gọi là tiêu cực. Rõ ràng mình chia sẻ xong và người ta thông được tư tưởng và người ta kinh doanh cùng mình một cách mạo chiến hơn thì đấy là một kết quả rất lý tưởng, đúng không ạ? Đó, thế nhưng mà đôi khi là gì ạ? Những lời nói thật đó, thì nó lại thường là không mang lại cái sự hài hòa được cho những người kia. Nên chúng ta cứ tạm hiểu đây là một kỹ thuật mang tên là cắt tỉa vườn hồng thôi. Đúng không ạ? Tức là mình muốn rằng là cái vườn cây của mình nó phải ra được những bông hoa đẹp đó, và muốn bông hoa đẹp đấy thì phải được bón phân và được tưới nước, tức là phải đến từ cái nỗ lực học tập và nỗ lực cống hiến. Còn bên bông hoa hồng này là bông hoa hồng mà bị khô cằn rồi, không tiếp nhận được nước nữa, thì có thể là chúng ta cắt tỉa nó đi để còn vườn hồng của chúng ta nó trở nên đẹp hơn, trở nên trọn vẹn hơn. Thì đây cũng là một điều mà tôi nghĩ rằng cũng nên làm, và cái sự dứt khoát, sự thẳng thắn như này cũng là một cái tố chất rất là quan trọng của một người thủ lĩnh. Nên bên cạnh yếu tố tình cảm thì vẫn phải có sự dứt khoát, thì đội nhóm của mình mới đi theo cái hướng của mình, và thậm chí là mình cũng có thể nhận được sự tôn trọng cần có. Ok, rồi bây giờ thì tôi biết rằng là Happy đang trên đà phát triển rất là mạnh và có rất nhiều các giám đốc, đồng nghĩa với việc là gì ạ? Em cũng cần phải cạnh tranh với rất nhiều các hệ thống song song với mình nữa. Thì em nghĩ rằng lợi thế của em là gì trong cái cuộc đua 2024 này để trở thành hệ thống top 1 trong công ty Happy? Thì nói chung thì ở một cái hệ thống lớn mạnh như Happy, công ty lớn mạnh như Happy thì hệ thống em cũng đang thuộc là hệ thống top. Thì để mà gọi là cạnh tranh với những cái đối thủ khác thì tụi em có một cái văn hóa về đội nhóm ở Happy là chúng ta cùng nhau phát triển và cùng nhau hỗ trợ nhau để phát triển, chứ không phải là mình sẽ đè bạn này xuống để mà mình đẩy cái hệ thống mình lên. Và đó là văn hóa mà không tìm được ở một cái công ty khác ngoài Happy. Ok. Chúng ta ganh với nhau để đua, chứ không phải là ganh tị. Chúng ta tạm hiểu phân tích một số cái từ tiếng Việt mình ạ. Có thể là ganh tị là chúng ta tìm cách để còn đì nhau. Đúng không? Còn ganh đua ở đây là gì ạ? Là chúng ta nhìn nhau để chúng ta chạy. Nhìn nhau để chúng ta chạy, thấy tốc độ của đối thủ của mình là 80 km, mình phải lên 81. Thấy 81 rồi mình phải 82, và cứ như vậy. Thế thì sao ạ? Thế thì tất cả các hệ thống cùng phát triển đi lên. Và lúc đấy làm cho công ty Happy của bạn ngày càng lớn mạnh. Ok. Các bạn ơi, bạn kính của chúng ta, câu chuyện thực sự rất truyền cảm hứng. Bạn ấy là người mà hổng kiến thức nền khi làm một nghề nghiệp gì đó các bạn nhé. Rồi bạn ấy bù đắp bằng việc là gì ạ? Bạn ấy kích hoạt khả năng học tập của mình, đi Sài Gòn rồi ra Hà Nội không biết một năm bao nhiêu chuyến như vậy để bù đắp những kiến thức mà mình còn hổng. Nên ông bà ta nói đúng, quá đúng luôn. Biết người, biết mình trăm trận trăm thắng, biết mình đang yếu cái gì, biết người ta đang mạnh cái gì, và việc của mình bổ trợ cái thứ mà mình yếu. Thì bây giờ cái thành quả bạn kính đang có, đấy là một cái thành quả cực kỳ xứng đáng rồi. Sắp tới kính có những cái mục tiêu như thế nào liên quan đến cuộc sống của mình hoặc là liên quan đến kinh doanh của mình? Về mục tiêu sắp tới thì liên quan đến cái mục tiêu về công việc thì em có đặt mục tiêu là trở thành một co-founder của công ty Happy Việt Nam. Đó là một cái mục tiêu nhất định em sẽ đạt được trong năm 2024. Co-founder của Happy Việt Nam bây giờ đang có mấy bạn là co-founder rồi? Chỉ có một bạn thôi. Một bạn là co-founder của Happy Việt Nam. Bây giờ đang có bao nhiêu bạn đang ngang chức với em? Có 4 bạn. 4 bạn. Tức là gì ạ? Em sẽ là người tiếp theo thoát khỏi cái top 4 này để vào gì ạ? Top 2. Là người tiếp theo trở thành co-founder của Happy Việt Nam. Ok. Rồi, liên quan đến cuộc sống, em đang có mục tiêu gì liên quan đến cuộc sống cá nhân hay là cuộc sống gia đình của mình? Về cuộc sống cá nhân cũng như gia đình đó, thì em sẽ làm một cái kho lớn ở mặt đường để mà tiện cho việc vận hành, vận chuyển hàng hóa. Cái kho đấy liệu có tốn nhiều tiền không ta?
Dạ, tiền kho thì nó ít nhưng mà cái tiền mặt bằng nó nhiều. À, ok. Tiền rồi. Mà mua đất đó thầy. Tiền để mua đất thì nhiều à, đúng không ạ? Cái mục tiêu đấy em muốn chinh phục trong năm 2024 này hay là mục tiêu đấy là trong 2025 hay là trong bao nhiêu năm nữa? Dạ, 2024 luôn. Ồ, 2024, ok. Rồi, 2024 bây giờ nó đã diễn ra được 3 tháng rồi. Tức là chỉ còn có 9 tháng để hoàn thành cái mục tiêu đấy thôi. Thì em nhận xét thế nào về 3 tháng vừa qua? 3 tháng vừa qua là ok, cứ những gì như 3 tháng như này nó vẫn nằm trong lộ trình của mình để mình đạt được mục tiêu, hay là 3 tháng vừa rồi là 3 tháng là đang rất là tốt và cứ như này á thì mình có thể giữa năm, tức là trước thời điểm của cuối năm 2024 đã đạt được rồi, hay là trường hợp số 3 là đang chậm quá và với tiến độ này thì em đang gặp khó khăn? À, dạ hiện tại thì với cái tốc độ này thì công ty Hai Việt Nam cũng như là hệ thống của em thì nó đang cái đà phát triển rất là mạnh. À, cho nên là em sẽ có cái dự định là nó sẽ nhanh hơn trước năm, trước Tết và để mà đạt được cái mục tiêu của mình. Ok. À, các bạn ơi, nếu các bạn nói chuyện với bạn Kính ở ngoài thực tế giống như thầy Dự đang nói chuyện như thế này thì bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? À, cô gái này có sự khiêm tốn. Và nếu ai lại còn gặp cô Kính này ở không phải cái một chương trình talk show này mà gặp dạng là đi ăn đi chơi với nhau, đi giao lưu chị em với nhau thôi thì bạn sẽ thấy rằng là ô, cô này không phải là bốt, cô này sao bình dân thế nhỉ? Cô này thậm chí là mình cảm giác như là vẫn có cái yếu tố gì đấy mà cảm giác như là hình như là hơi nhát nhát gì đó. Thực ra đấy là sự khiêm tốn các bạn nhé. Vì sao ạ? Vì đấy là đặc tính của bạn ấy từ xưa đến nay rồi. Và ở bên trong bạn ấy đã thay đổi quá nhiều để có được thành tựu như hiện tại rồi. Nên các bạn ạ, cô ấy có thể thay đổi để tạo ra thành quả, thì bạn cũng có thể thay đổi để tạo ra thành quả. Không có những ai trong chúng ta mà không thể phát triển được cả nếu như chúng ta vẫn còn khả năng học tập. Nên các bạn ạ, một trong những từ khóa của Kính hôm nay đã chia sẻ cho các bạn rồi, phải kích hoạt cái khả năng học tập của mình lên. Khi nào chúng ta còn khả năng học tập thì khi đó chúng ta còn cơ hội để kiếm nhiều tiền. Đừng quan trọng bây giờ mình đang có xuất phát điểm về học tập như thế nào, quan trọng nhất là bạn có sẵn sàng học tập từ nay trở đi hay không mà thôi. Ok, kế hoạch học tập trong năm nay của Kính như thế nào? Năm nay thì cái mảng về video ngắn nó đang là một cái thịnh hành và nó cũng giúp cho đội nhóm của em cũng như là công ty Hai Việt Nam bán được rất là nhiều đơn hàng. Và thì hiện tại thì bên cạnh đó thì cái mảng offline, khi mà công ty vừa ra cái sản phẩm mới thì nó cũng lợi thế về mảng offline. Và năm nay em sẽ đặt mục tiêu là giúp cho hệ thống của mình phát triển về mảng là video ngắn để mà ra đơn về online trên các nền tảng, và cũng như là hỗ trợ chị em về cái đánh cái mạnh về cái mảng offline để mà phát triển. Tập trung vào việc học tập để còn phát triển cái mảng video ngắn lên. Thì từ đầu năm bây giờ có những hoạt động học tập nào để có phát triển cho mảng video ngắn đi rồi? Đầu năm thì cái việc mà được mời công ty mời thầy về để mà đào tạo cho các bạn về cái mảng video ngắn, cũng như là phát triển về các video bán hàng, ra đơn hàng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì em cũng có kèm cặp và kiểu như là sát sao hơn cho đội nhóm của mình để mà các bạn ra được những cái đơn hàng mạnh. Ok, cảm ơn Kính rất là nhiều. Và các bạn ơi, trước khi mà chương trình talk show chúng ta kết thúc thì thầy rất là muốn rằng Kính sẽ đưa ra lời khuyên cho những chị em mà bây giờ cũng ở trong tình trạng có những cái đặc tính giống giống kiểu như em ấy, tức là nhút nhát, xuất phát điểm là nhút nhát, hoặc là xuất phát điểm là mình không được đào tạo, không được học cao. Em có lời khuyên gì cho các chị em? Thật ra thì Kính biết ngoài bản thân Kính ra thì có rất là nhiều chị em mình không có kinh nghiệm, kiến thức, và thậm chí là chúng ta học cũng là dạng là cấp 2 hoặc là, và kiến thức về học tập chuyên môn của chúng ta không có, và chúng ta e ngại khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh như vậy thì nó có rào cản và có khó khăn như vậy hay không, thì đương nhiên là có. Nhưng mà chúng ta hãy vượt qua cái khó khăn đó bằng cái việc là chúng ta học tập từng bước và phát triển bản thân mình để mà chúng ta đạt được cái kiến thức, để mà chúng ta có những cái đơn hàng và chúng ta thay đổi được cái bản thân của mình và cũng như là gia đình của mình. Okay. Nếu như mà chúng ta không thay đổi ở thời điểm này thì chắc chắn là những cái chặng đường về sau thì chúng ta không bao giờ thay đổi được. Và chúng ta, bản thân mình và cả gia đình của mình và những người mà mình muốn hỗ trợ, muốn giúp đỡ thì sẽ không có bao cái gì gọi là thay đổi được hết. Okay. Nó chẳng như vậy. Cảm ơn Kính rất là nhiều. Và bạn Kính chính là một cái tấm gương cho sự thực chiến đấy các bạn nhé. Bạn ấy là người nỗ lực thay đổi bản thân mình, và chính cái nỗ lực này của bạn ấy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều các chị em khác nữa, cả bên trong và ngoài đội nhóm cũng sẵn sàng thay đổi như vậy. Nên là thành quả của Kính ngày hôm nay là một thành quả tuyệt vời, và cá nhân thì tự tin rằng là gì ạ? Với nỗ lực của em để có thành quả như ngày hôm nay cộng với những kế hoạch sắp tới của em thì em hoàn toàn có thể xứng đáng với những cái mục tiêu mà em đã đặt ra. Và như thường lệ thì thầy Dự cũng rất là muốn được tặng em cuốn sách để em có thể phát triển hơn nữa.
công việc kinh doanh của mình, và đặc biệt là năm nay sẽ hoàn thành được mục tiêu đó là mở được một cái nhà xưởng ở mặt tiền để cho công việc kinh doanh của mình được thuận lợi hơn nữa. Dạ, em cũng cảm ơn thầy đã tạo ra một cái thách show như thế này để em được chia sẻ cũng như là truyền cảm hứng đến các chị em phụ nữ. Và thật ra thì ngay cái thời gian đầu mà biết đến thầy thì em đã sở hữu những cái quyển sách mà thầy đã sáng tác và đã biên soạn hết rồi. Và em cũng cảm ơn thầy vì những cái kinh nghiệm kiến thức và cũng như là những cái khóa đào tạo hỗ trợ và cũng như là những cái quy trình chất clip mà thầy đã dành cho học sinh kèm của em để mà em phát triển trong cái việc mà phát triển hệ thống nó một cách tốt nhất. Ok, cảm ơn Kính rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cái chương trình talk show của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng đăng ký vào kênh để nhận thông báo cho những talk show tiếp theo 8 chuyện kinh doanh các bạn nhé. Còn nếu ai đó muốn xem toàn bộ những talk show mà đã được phát sóng thì các bạn hãy lên YouTube hoặc lên TikTok hoặc lên bất kỳ một mạng xã hội nào đó. Các bạn chỉ cần gõ là 8 chuyện kinh doanh thôi thì hàng loạt các talk show nó sẽ được bày ra trước mắt của bạn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.